Hiện tại thì các cái dòng xe đời mới hiện nay sẽ không có cái công tắc đèn nha các bạn. Bạn chỉ cần nổ máy lên thì đèn nó sẽ tự động sáng và không tắt đèn được. Điều này nó sẽ gây ra một vài bất tiện nho nhỏ khi chúng ta lưu thông trên đường. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ mạch tắt đèn dành riêng cho dòng xe Way Alpha luôn nha. Và đây trên tay mình đó là chính là bộ mạch tắt đèn dành cho Way Alpha nha các bạn. Giờ mình sẽ mở cái hộp mạch tắt đèn cho các bạn xem luôn nha. Bộ sản phẩm này gồm có hai chi tiết. Thứ nhất đó chính là cái mạch tắt đèn. Cái thứ hai đó chính là công tắc passing cho đèn. Công tắc passing này là chuẩn vừa vặn với lại công tắc zin theo xe luôn. Chúng ta không cần phải chế cháo bất kỳ điều gì hết. Sản phẩm này sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng. Và chính sách 1 đổi 1 do lỗi kỹ thuật luôn nha anh em. Thì cách lắp đặt cái công tắc đèn này thì cũng rất là đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo dàn đầu của xe ra. Tiếp đến là chúng ta cậy cái công tắc zin của dòng xe và lắp đặt như zin luôn nha các bạn. Tiếp đến chỉ cần rút cái dây rắc trong cái phần đầu xe ra và cắm cái dây rắc này vào trong cái phần cái dây rắc của cái bộ mạch tắt đèn. Tiếp theo là mình sẽ cố định cái mạch tắt đèn bằng sợi dây rút. Cuối cùng thì phần còn lại của một sợi dây thì chúng ta sẽ cắm vào cái đèn của xe. Và bây giờ thì mình sẽ lắp đèn lại và test cho các anh em mình xem luôn nhé. Khi chúng ta khởi động xe thì đèn này nó sẽ sáng theo xe luôn. Do đó để tắt cái đèn này thì chúng ta giữ công tắc đèn trong khoảng thời gian tầm 3 giây. Và nếu chúng ta muốn mở đèn thì chúng ta vẫn giữ công tắc tầm 3 giây tương tự. Nhấp nhả passing xin đường, pha cốt vẫn luôn bình thường luôn nha anh em. Hiện tại bên mình có rất nhiều dòng mạch tắt đèn dành cho dòng xe Honda khác nhau. Ví dụ như AB, Lead, Vision, SH, Winner X, Sonic, v.v. Nếu anh em nào ở gần shop thì mình có thể ghé qua tiệm để bên mình sẽ lắp đặt hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Còn nếu anh em nào mà ở xa muốn đặt cái dòng sản phẩm này thì mình có thể tham khảo lên trên cái giỏ hàng của bên mình luôn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Và chúng ta hãy tạo ngay một cái mạch tắt đèn cho xứ cưng của mình thôi. Đơn giản là vì